Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 300 triệu token C Galaxy nè bạn. Thì trước khi vào video thì mình sẽ cập nhật lại dự án cũ cho các bạn nha bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án hướng dẫn ăn chia tổng giải thưởng 50.000 token Dino mạng BNB Smart Chain thì các bạn vào click copy phần link dưới mô tả của mình coi đã trúng được airdrop claim không các bạn. Thì bạn dán vào đi app của mình nè các bạn. Rồi các bạn chọn connect nha các bạn, chọn mạng BNB Smart Chain. Nếu bạn nào đã trúng được airdrop thì bạn bấm vào claim nè các bạn. Thì các bạn claim được con token Dino này, các bạn sẽ tốn một chút phi gan các bạn, vì mình đã xù qua, mình đã trượt rồi các bạn. Ok, vậy là mình cập nhật cho dự án. Rồi để tiếp tục giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, Matadam sẽ tắt chatbot nè bạn. Rồi bấm cho này đó. Nhiệm vụ quá nhiều các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho lên group nữa. Tiếp làm từ từ thôi các bạn. Tiếp tục follow tàu Twitter và retweet bot nè. Trên tàu Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Bạn like nè, bạn tàu tweet nè. Rồi tiếp tục bắt đáp lên nè. Like và comment dot. Trên cái app nè. Các bạn giảm xíu nè các bạn. Xuống đây các bạn chấp nhận điều khoản đấy các bạn. Các bạn bấm complete nè. Rồi các bạn chờ một xíu nha các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu thì các bạn bấm nút like nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào comment nha các bạn. Bấm bấm good. Ai đó. Rồi sau đó các bạn mới đáp lại nha các bạn. Tiếp tục con follow Facebook nè. Trên Facebook thì bấm thích nè các bạn. Chờ chút xíu các bạn. Rồi xuống đây các bạn like nữa nè. Các bạn chia sẻ luôn các bạn, công khai. Sẽ ra bạn mất đất nữa nè. Tiếp tục subscribe get it nè. Trên get it các bạn bấm vào John Community nè. Bạn like mũi tên đi lên nè. Rồi bắt đáp lên nè. Rồi subscribe Discord. Giúp con Simber. Quá nhiều luôn. Rồi tiếp tục mình giúp con Simber đi các bạn. Edit mình làm sao các bạn. Mạng yếu luôn. Rồi. Rồi trên con Simber thì bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Bấm vuốt nè. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình đi các bạn, sau này nó có rồi. Tiếp tục thì các bạn xin kiếp trên channel nữa nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter account nữa nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chụp dẫn với tờ Twitter như ta các bạn, bạn ghi a cộng nè. Ai đớp. A cộng ai đớp. Sata Rio. Ai đớp nó hiện ra của username của nó, bạn tự quyết lên nha bạn. Rồi sau đó bạn bắt đáp lên. Tiếp tục thì các bạn này vút nhấp vào những vút game nó nè, mơ nè. Trên game Finder thì các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi bạn bấm mũi tên đi lên. Này có subscribe không ta? Đâm login kìa bạn.
ok, bạn vuốt xong password ra đi bạn. Rồi tiếp tục các bạn vuốt tiếp tục coi vuốt mẹ mấy gì chị chết. Trên đây thì bạn vuốt nó bằng mũi ta đi lên đó các bạn. Rồi nhấp vào, tôi không qua người máy nè các bạn. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc xe buýt. Nói mấy này lâu một cái. Rồi bấm vuốt nha bạn. Rồi chụp màn hình lên đây. Rồi bấm rep lên. Tiếp tục chọn vào cái edit nè. Edit code chứ. Trên edit code các bạn chấp nhận là mờ nha các bạn. Rồi bạn chấp nhận là mời các bạn vào đây, các bạn ghi một từ tin nhắn đây các bạn. Vũ trề góp gì đi. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn bấm vào research nè. Rồi bạn đưa gấp cha nè. Watch là cái đồng hồ quá. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB sẽ mang trên Bet20 dành cho chocolate của tất cả các bạn. Nàng về dịp đồ của mấy này không phải dễ đâu các bạn ơi. Rồi tiếp tục gọi đường link profile từ Twitter này. Mắt mình làm gần chết. Như bạn là ta nhớ về hồ sơ. Là bạn anh cùng nhìn đẹp chia sẻ này. Sao chép liên kết này. Gửi theo support nè. Tiếp tục submit link review nè. Thì bằng mã tờ Twitter của các bạn ra nha bạn. Các bạn chia sẻ cái bài đã review nè. Chép liên kết nè. Phải em ta. Phải. Gửi theo support nè. Trên chiều đêm. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi một cái bức ảnh các bạn đã vuốt. Rồi thì các bạn nhấp vào một daily sale nè các bạn. Vào đây nè. Mất chụp màn hình lại các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại, các bạn đã like nha các bạn, like và comment nè, chụp màn hình các bạn like nè. Rồi các bạn sẽ về con bot nè. Các bạn nhấp vào một IMM nè, hoặc IBB nè các bạn. Rồi nên mặt mình làm đủ kiểu hết chứ các bạn. Giờ trong web các bạn bấm mũi tên tải lên nè các bạn. Hello. Rồi các bạn nhấp mũi lên, các bạn tải lên một ảnh từ thiết bị nữa các bạn. Chọn tệt nè. Rồi các bạn gửi bức ảnh các bạn đã chụp màn hình hồi nãy nè. Rồi các bạn bấm upload nè. Cho nó tải lên chút xíu rồi các bạn sao chép cái link này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi hỏi có join Facebook không, bấm my help cho net nè. Tiếp tục gửi đường link profile Facebook nè. Trên Facebook thì nhấp vào mũi tên nè, nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào ba cái anh cùng nè. Sao chép đường link Facebook mình nè. Đăng lên chatbot nè. Tiếp tục hỏi có Reddit không, có may heo cho net nè. Gửi đường link profile rất ít nè. Reddit đâu ta. Trên cái Reddit nhấp vào ba gánh cùng nè. Nhấp vào Namata của mình nè. Nhấp vào ba gánh cùng nè. Copy đường link Reddit như thế này nè. Rồi là cho bot nè.
Tiếp tục hỏi cho Discord không, bấm help cho net nè. Tiếp tục gửi username Discord nè. Thì Discord thì mở Discord cho bạn ra nha bạn. Trên Discord thì bạn copy username mình ở chỗ này nè các bạn. Sao chép Quỳnh Văn Anh thăng 6160. Các bạn gửi cho bot nè. Bạn dán vô đây nè. Thêm thăng 6160 nè. Gửi cho bot nè. Tiếp tục hỏi có rút con Simber không, bấm heo cho net nè. Tiếp tục gửi làm cái ảnh upload food cho nó nè. Rồi các bạn nhấp mũi tên đi lên đàng hoàng, các bạn chọn từ thiết bị nè, chọn chân tạch nè. Các bạn đã gửi cho nó một ảnh, các bạn đã vút con Simber nha bạn. Bài nào nó tạo này quá, thấy được không? Để mình vào mình chụp lại, chụp màn hình lại các bạn. Các bạn tải bức ảnh các bạn đã chụp vút con Simber nãy, các bạn sao chép đường link lại các bạn. Phải bức ảnh này không ta, để qua bức ảnh coi lại các bạn. Ok nó đó. Rồi mình gọi lên cho bot nè. Tiếp tục nó hỏi có boot game Finder không, bấm heo cho net nha bạn. Không tải màn hình lên tương tự nha bạn. Vô đây. Đây các bạn chụp màn hình lại nha các bạn. Rồi các bạn gọi lên cho nó nè. Gánh mà chụp này. Rồi các bạn bấm upload. Rồi các bạn sao chép các bạn. Rồi lấy cho bot nè. Rồi bấm may heo cho net mà. Nó có vút con Galaxy không? Dot Galaxy. Mình gửi lộ người ta. Nó có vút con Galaxy on không các bạn? Anh heo cho net nè, gửi lên gánh nữa. Gánh này bạn đã chụp. Rồi, cho từ thiết bị. Tạp. Bức gánh này. Và bấm chọn. Upload. Rồi, bạn sẽ chép nè bạn. Rồi, gửi lên cho bot nè. Rồi, nó có chọn kênh trả lời không? Các bạn bấm my heo cho net nha bạn. Rồi bấm my heo cho net nha bạn. Rồi bấm menu. Bấm mi balance. Ok, mình đã nhận được 30 triệu token Galaxy nha bạn. Còn gì lên game sẻ trong bè những cái thân kiếm token nha bạn. Vì video mình đã đang với tục mình. Chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn nhận những video clip tiếp theo cho mình nhé.